Hai, chào các bạn đã lại với channel. Hôm nay thì mình sẽ nói qua một xíu về ma trận chuyển vị. Ở đây chúng ta có ma trận đặt tên ma trận A và tìm ma trận chuyển vị của ma trận A. Ở đây cái kết quả ma trận chuyển vị của ma trận A thì mình sẽ đặt vào ma trận B. Ta có ma trận chuyển vị của ma trận A là ma trận B. Ma trận này sẽ có các hàng là cột của ma trận A và ngược lại, các cột là hàng của A. Trong trường hợp này ta thấy ma trận B sẽ có hai cột ba hàng, nên ta bôi đen một vùng hai cột ba hàng. Rồi sau đó thì các bạn gõ hàm transpose, chúng ta gõ từ khóa vào. Array ở đây chính là cái array, là một cái mảng, chính là cái mảng này. Ta truyền cái mảng này vào. Sau đó thì các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl Shift và Enter. Và đây là kết quả. Bây giờ nó sẽ qua một cái ví dụ tiếp theo. Bây giờ nó sẽ lấy xác định ma trận chuyển vị của ma trận A. Thì số cột của nó thì giống số hàng của ma trận A ha. Ở đây em thấy ma trận A có 7 hàng thì ma trận chuyển vị của nó sẽ có 7 cột và số dòng là 4 dòng, nên chúng ta chọn một vùng là 7 cột và 4 dòng. Rồi chúng ta cũng gõ từ khóa của hàm vào. Rồi bấm tổ hợp phím. Và đây là kết quả. Ngoài ra chúng ta còn một cách khác nữa, đó là chúng ta copy sao chép đến một cái vùng khác và các bạn vào cái mục này, option này, các bạn tùy chọn, đó là có một cái biểu tượng các bạn thấy nó liên quan tới số chuyển thành cột thành dòng, dòng thành cột. Nó cũng có từ khóa là giống như cái hàm này chúng ta vừa gõ, thì các bạn bấm vào đây thì kết quả các bạn thấy nó ra cũng tương tự ha.